Ngày 1 tháng 1 năm 2023, phần đường Nghĩa Dũng Karate Do Quảng Bình chi nhánh Tuyên Hóa phối hợp cùng huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức thành công giải karate cả câu lạc bộ Nghĩa Dũng Tuyên Hóa mở rộng lần thứ 5. Giải đấu thu hút gần 200 vận động viên tham gia đến từ cả câu lạc bộ karate trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và các võ đường câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh như Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Minh Hóa, Hương Khê, Hà Tĩnh. Các vận động viên chia thành 4 nhóm tuổi, gồm dưới 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi, 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi, tham gia tranh tài ở các nội dung kata cá nhân nam nữ, kata đồng đội hỗn hợp nam nữ, kumite cá nhân nam nữ cả khẳng cân, kumite đồng đội nam nữ. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn Tuyên Hóa nhấn mạnh, giải đấu lần này đã thể hiện sự lớn mạnh của phong trào tập luyện karate trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, đồng thời mong muốn các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đẹp mắt. Ngay sau lễ khai mạc, giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Hầu hết các vận động viên đều được đầu tư luyện tập bài bản, nghiêm túc tại các võ đường, trình độ tương đối đồng đều. Các nội dung thi đấu đều diễn ra hấp dẫn, gay cấn. Nhiều vận động viên thi đấu hiệu quả, chuyên nghiệp trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu trường Trung học phổ thông Tuyên Hóa. Giải karate các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Tuyên Hóa lần thứ 5 được tổ chức nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải nhằm đề cao mục tiêu rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi giữa các đoàn viên thanh thiếu nhi huyện nhà và các đơn vị bạn. Đồng thời đây cũng là dịp để khuyến khích, nhân rộng và phát triển bộ môn karate, môn thể thao còn khá mới mẻ tại huyện Tuyên Hóa. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 40 bộ huy chương các loại cho các vận động viên đạt giải nhất, nhì và đồng hạng ba ở tất cả các nội dung thi đấu. Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho võ đường Trần Gia, Tuyên Hóa, giải nhì toàn đoàn cho võ đường Nhật Đông, Hương Khê, Hà Tĩnh, giải ba toàn đoàn cho câu lạc bộ Sakura Quảng Bình và câu lạc bộ Xuân Hóa, Tuyên Hóa, trao các giải cho vận động viên, cổ động viên và trọng tài xuất sắc nhất.